ơi bán nguyệt nguyệt khoan khoan trèo vào đứng gặp mình xưa mất mơ đôi ta Yeah.
Chính lên thấp nhị tiết nặng khăn đỏ
vào thăm siêu sáng bước xa trên đông phương cố cả hài hoa. Cô đôi tươi tốt nét ta nhìn cô nàng bà chơi thành hồ tiên đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh,
hoàng chờ thương người nhiều lắm mơ. Cả những đêm mưa rơi trong rừng sâu, cả những đêm mưa rơi rừng sâu. Đồng bỏ chi lăng có ai lên đâu.
lòng mỏ chi lắng trầu mười núi phương kiều sân lễ chiều. Việt Nam ma ghi chết sử xanh trầu mười trên đồng mỏ đồi xanh tướng tài. Thank you.
trong cánh núi đá tai mèo nhất nhô đến bỏ ba sớm thôi mà
Chiều nay phong quang trên đảo Hà Nội.
xuân ấy phong quang, thịnh mời khoan hoàng bảy người làng sáng đầy. Thank you.
lê hay văn bồng chen xích bích cá cô pha trà rước ông bảy hoàng sợi chục chục chen ô lòng ngồi quỳnh tiên rót chén trà ô long tay nâng bình ngọc có các bạn tiên dâng ông chén trà rước ông bảy hoàng sợi hiên thương kim băng ngư xa ô long ông bảy hiên nấc thương kim băng mẫu đơn công là linh thú khi thanh thanh nhàn hoàng hiên na sơi băng chén thiên mời cha hồng đào băng chén linh hương mỹ vị cục cục ngọt bồi kỳ tân dưa thông bảy sơ hoa phú ngâm thơ lúc lúc thanh nhàn nề hoa phú ngâm thơ đêm khuya anh vắng ông cả bàn đèn ông út thuốc trời ở nơi đâu
Thank you.
tuyết trăng. Hoa thơm gió mát, mượt cung đờn câu hát diễn hồn thơ. Man mát khoảng như không gian, như hương đưa, như tiết phù, như mây tan. Chí bay bồng tâm thân phàm, không nghỉ tôi. Không thế giới giấc mơ màng, chốn ấy bồng lai. Cảnh thanh nhàn tùng cúc chúc mai, khi tình xiết hoa biết thua. Trên cung trăng có ai hẹn ý
tình cờ, tình cờ diễn đường gặp duyên, xa mu xa mu liêu xa, duyên thật là duyên tình cờ, ô duyên thật là duyên tình cờ. Hương sông gầm vóc áo
quân giá tay châu báu ông ấy kim ngân để ông đánh tứ thập thập hồng hồng bạch bạch ngư đình đình chi chi tôm leo bạch bạch ngư thủ ga lì bí tứ xiên lục lục nước vò hoàng cũng chơi Thank you.
cầm chiếc quạt ngà che cánh hoa sen. Điên vô hàng chín hiểu điệu ở trong đêm sòng, tay tiên cô dâng tiên một đôi cô tiên dâng ông. Canh ba vào giờ tí, cô xách đèn lòng lòng cô bước ra. Tiên cô mười một quạt nương pha trà, ấm chuyên đinh ngọc đôi tay nhà cô tiên dâng lên. Cô mười hai, công chúa mười hai bé, 12 là công chúa Tân An đủ 12 nàng tiên nữ ở xa đôi bên đồng gió rằng các bạn đồng minh anh không phải chuyện để xa xa người công thấp thoáng chắc thành cạnh hồng thấp thoáng trong đất chỉ trời hương thiêng, trong đất thiêng chỉ trời đánh đông rẻ ba bắc vì ngoài thì bình nhung nhung Phật Phật Quan Âm Phật Ban bốn chữ Phật Ban bốn chữ minh minh tâm tâm tuyệt tài ở trong thời học phép như về hôm nay giữa bóng hoàng về đèn nhang hương khói khói nhang
phục thờ chân kinh có chữ Nam Mô. Có chữ Nam Mô chân kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Hoàng vô độ chỉ sớm khuya nhang coi phục thờ. Thank you.
tử sanh nhân bước vô trong đập tay ông nâng bước mạnh Oh.
mỗi kia con mặn 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 chưng chín thẳng gừng vần có cay chưng về ông nay tinh tinh mình nặng nghỉ ở đây xa xôi trăng mây cũng vô ra mãi
đồng con đúng kính nhất tâm. Thu thiên cát nhật loạn xa mùa về đây, kính dâng lên khúc cầm đường về Nghệ An, trời mây xanh thẳm, sóng nước long lanh, núi hồng soi bóng sầm, tiếng chim ca hòa trong gió gió reo rộn ràng. Về Nghệ An thấy lòng 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 xôn xao, nghe danh thơm đúc hoàng người lừng xa, con cúi đầu thắp một tuần gần sáng bách ra theo
về nghinh đón hoàng ngự đồng loan xa. Hoàng gia ngự vui với đền hoàng, vui với đồng hoàng, vui với đời hoàng, vui với người. Cầu mong sao Việt Nam giàu sang mãi mãi, quốc thái dân an, hưng thịnh đất nước phồn vinh, luôn khắc ghi lời của Đức Thánh Tôn Hòa Người. Về Nghệ An thấy lòng xôn xao, nghe danh thơm Đức Hoàng lừng vang, ngài lên rừng xuống biển trùng đôi cô múa lượn xinh xinh tiên mười
thượng hoàng mười đôi bên ông gió. Trần gian chúng con là đẹp nhất thì nổi danh Đức Hoàng mười, xanh danh nổi danh Đức Hoàng mười. Điệu đón ông hoàng mười về tỉnh Nghệ An.